Cuối giờ chiều nay, tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng đã đến chào lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Chân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân dịp đến nhậm chức tại thành phố Đà Nẵng. Tại văn phòng, phòng Thành Hủy, ủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã tiếp bà Misa Nova Maja Zosena, tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, tân Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng, bà Misonova Maria Zosena bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về thành phố Đà Nẵng, nhất là với những nỗ lực trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua, nỗ lực trong khôi phục và phát triển kinh tế hết xã hội, đặc biệt là với những sự kiện nổi bật như diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022. Bà Tổng lãnh sự khẳng định, với vai trò của mình, bà sẽ tích cực góp phần trong việc phát triển mối quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục và văn hóa cảm ơn và chúc mừng bà tổng lãnh sự trên cương vị công tác mới bí thư thành ủy nguyễn văn quảng khẳng định thời gian qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và liên bang nga nói chung thành phố Húng đà nẵng với các địa phương của nga nói riêng tiếp tục có sự phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực đồng thời bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ công tác bà tổng lãnh sự sẽ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Húng đà nẵng và các địa phương của nga đạt thêm nhiều thành công mới nhất là trong các lĩnh vực về du lịch thương mại công nghệ cao